giải thoát Phép quán này thành trụ rồi Thì tất cả tội lỗi đều tự nhiên diệt mất Được vãng sinh về cực lạc Hóa sinh từ hoa sen Đây là pháp môn phương tiện Cắt đứt dòng sinh tử Bước lên bờ giải thoát Trong sự tu tập theo Phật Pháp Hết thảy các pháp môn Đều không có sự khác biệt về mục đích Tất cả đều lấy sự vượt thoát luân hồi Làm cứu cánh rốt ráo muốn vượt thoát luân hồi cũng có nhiều con đường, nhưng trong đó thì pháp môn tịnh độ là con đường thẳng tắc, nhanh chóng nhất. Nay xin trình bày pháp môn quán tưởng dưới đây. Mỗi câu, mỗi chữ đều cung kính dựa theo kinh điển Đại Thừa. Nếu ai y theo đây mà tu tập hành trì, nhất định sẽ được vãng sinh về cực lạc, hóa sinh từ hoa sen vào hàng thượng phẩm. Việc Tu tập chăn ngừa dâm dục đến khi ấy mới có thể xem như thành tựu trọn vẹn hành giả tu tập răng ngừa sự dâm dục mỗi buổi sáng sớm sau khi rửa mặt vệ sinh sạch sẽ liền mặc y phục sạch sẽ đến trước bàn thờ phật đốt hương đảnh lễ tam bảo sau đó ngồi kiết già quay mặt về hướng tây bắt đầu quán tưởng trước hết quán tưởng từ trên đỉnh đầu mình có một chữ lam hiện ra tỏa hào quang màu đỏ rạng chiếu khắp nơi ban đầu chỉ nhỏ như một quả cầu màu đỏ thấm tiếp đó lớn dần lên như mặt trăng tròn rồi tiếp tục lớn lên như một bánh xe lửa có ba góc lửa ấy thiêu đốt tự thân hành giả từ đầu cho đến chân không sót chỗ nào đồng thời cũng thiêu cháy cả thành quách đất nước rồi khắp cõi diêm phù đề lan ra cho đến khắp bốn cõi thiên hạ đều thiêu cháy. Sức lửa ngày càng lớn mạnh, phát triển ra đến khắp mười phương thế giới. Ví như hành giả có bao nhiêu tội lỗi nặng nề, sau khi bị sức lửa phát ra từ chữ phản ấy thiêu đốt, cũng đều dần dần tiêu diệt hết. Tiếp theo, quán tưởng chữ A. Thấy từ trong chữ A đó khởi sinh ra thân mình cùng với thân của hết thảy chúng sinh tất cả đều bền chắc như kim cương, không thể hư hoại. Lại quán tưởng thấy tự thân mình ở tại thế giới cực lạc phương Tây, hiện ra trong hồ bảy báo, ở giữa đóa hoa sen có ngàn cánh hoa, còn chưa nở hẳn. Tiếp theo lại quán tưởng tự tâm mình như bánh xe hình mặt trăng tròn, bên trong bánh xe ấy có hiện ra chữ ấm. Tiếp đó, quán tưởng đóa hoa sen bỗng nhiên nở bừng, chu vi rộng ra đến 12 do tuần, cọng sen bằng vàng diêm phù đàn, cánh sen bằng bạch ngân, nhụy sen bằng kim cương, đài sen bằng loại hồng ngọc chân thúc ca, đủ mọi dáng vẻ trang nghiêm xinh đẹp, không thể nói hết được. Tiếp theo lại quán tưởng vào lúc hoa sen vừa nở ra, liền được nhìn thấy Đức Phật A-di-đà ngồi trên một tòa sen báo rất lớn, hoa sen của tòa ấy có đến tám vạn bốn ngàn cánh hoa mỗi cánh hoa đều có tám vạn bốn ngàn đường gân mỗi đường gân lại có đủ tám vạn bốn ngàn màu sắc mỗi một màu sắc lại tỏa ra tám vạn bốn ngàn tia sáng thân phật oai nghiêm gấp trăm ngàn vạn ức lần chư thiên cõi trời dạ ma với sắc vàng tía như vàng diêm phù đàn thân phật cao vô lượng do tuần nơi lông trắng giữa hai chân mày có hình xoáy tròn uyển chuyển như năm ngọn núi tu di mắt phật long lanh như nước trong bốn biển lớn trong đó hai màu xanh trắng phân biệt rõ ràng các lỗ chân lông trên thân phật đều tỏa chiếu hào quang sáng ngời hào quang từ thân phật bao trùm khắp trăm ức cõi thế giới đại thiên tiếp theo lại quán tưởng có một tòa sen báo rất lớn ngay bên trái tòa sen của Phật. Trên đó có Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi kiết già, toàn thân màu vàng pha sắc tím. Trên đỉnh đầu có bảo châu như ý, kết thành mũ báu, có ánh quang minh vô lượng làm thành tua giải mũ. Từ trong lòng bàn tay Ngài, hóa ra năm trăm ức đóa hoa sen, có đủ các màu sắc khác nhau mỗi một ngón tay đều có đến tám vạn bốn ngàn đường chỉ tay. Mỗi một đường chỉ ấy đều tỏa chiếu hào quang đủ loại khác nhau. Mỗi khi Ngài nhấc chân lên, đặt chân xuống, đều hiển lộ tướng bánh xe có ngàn nan hoa dưới lòng bàn chân. Tự nhiên, hóa thành năm trăm ức đài quang minh. Ngoài ra, những hình tướng khác trên thân Bồ Tát đều giống như Phật chỉ riêng tướng nhục kế và tướng không thể nhìn thấy trên đỉnh đầu là không theo kịp Đức Thế Tôn. Tiếp theo lại quán tưởng, có một tòa sen báo rất lớn ngay bên phải tòa sen của Phật. Trên đó có Đức Bồ Tát Đại Thế Chí ngồi kiết già. Các hình tướng lớn nhỏ của thân Ngài đều giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, hào quang tỏa chiếu ra chung quanh mỗi hướng đều xa đến 125 do tuần. Trên mũ báo của Bồ Tát có 500 đóa hoa quý, trong đó hiển lộ hết thảy các Phật sự. Bồ Tát thường đưa cánh tay báo ra, đón lấy và tiếp dẫn những chúng sinh niệm Phật. Kế đó, quán tưởng trên mặt đất bằng lưu ly, có những sợi dây bằng vàng, dăng thành đường đi, lại có ngàn vạn tòa lầu gác thảy đều bằng trăm món báu hợp thành hoặc lơ lửng trên không hoặc ở trên mặt đất quý có vô số các loại nhạc cụ thảy đều phát ra âm thanh nhiệm màu hay lạ tiếp theo lại quán tưởng cây báu tất cả đều xếp thành bảy hàng đều có hoa quả bằng bảy báu mỗi hoa mỗi quả đều có màu sắc khác lạ của các món báu trong màu lưu ly có tỏa sáng màu vàng rồng trong màu pha lê có tỏa sáng màu hồng ngọc trong màu mã não có tỏa sáng màu xà cừ trong màu xà cừ có tỏa sáng màu trân châu diệp lục san hô hổ phách cùng tất cả các loại châu báu phản chiếu ánh sáng của nhau trang nghiêm xinh đẹp lại có lưới bằng trân châu che phủ trên cao tiếp theo lại quán tưởng bên trong hồ bảy báu có nước tám công đức. Tất cả đều do các món châu báu kỳ diệu hợp thành. Các loại châu báu này đều mềm mại nhiệm màu. Từ nơi loại châu như ý quý nhất sinh ra, phân chia thành 14 nhánh. Mỗi nhánh đều có đủ màu sắc của bảy món báu. Kênh mương dẫn nước đều bằng vàng rồng, đáy mương bằng kim cương đủ màu sắc khác nhau. Trong mỗi mương nước đều có sáu mươi ức đóa sen bằng bảy báu mỗi đóa sen đều lớn trọng hình tròn với đường kính như nhau đến mười hai do tuần kế đến lại quán tưởng tự thân mình được gặp phật và bồ tát trong lòng hết sức phấn chấn hoan hỷ lại có thể bay lên không trung mà đi hướng đến chỗ đức phật và các vị bồ tát cúi đầu và mặt sát dưới chân các ngài đảnh lễ đồng thời đốt hương báu vô giá, rải hoa báu vô giá, sướng lên vô số âm nhạc cõi trời, phóng ra vô số vần mây báu, cùng dâng lên cúng dường Đức Phật A Di Đà và hai vị đại Bồ Tát. Tiếp theo lại quán tưởng tự thân mình sau khi cúng dường Đức Phật và hai vị Bồ Tát, liền đối trước các ngài thực hiện đại lễ sám hối, phát thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong mười phương. Kế đến, quán tưởng nơi thế giới cực lạc ấy, mỗi một cây báu, mỗi một lầu gác, cung điện đều có một vị Phật và hai vị Bồ Tát cùng ngồi kiết già trang nghiêm. Khi ấy, tự thân mình liền hóa ra vô số thân, cùng đến trước các vị Phật và Bồ Tát ấy, cúng dường đầy đủ như trước, lại cũng sám hối và phát thệ nguyện như trước tiếp theo quán tưởng tự thân mình quay trở lại ngồi trên tòa sen báo lúc trước ngồi kiết già trang nghiêm nhất tâm quán tưởng hào quang từ cụm lông trắng giữa hai chân mày của đức phật a di đà tỏa chiếu liền vui mừng an nhiên trụ yên trong đó nếu vào lúc có vọng tưởng khởi sinh chỉ cần quán tưởng hoa sen nở ra hoặc hoa sen khép lại thì vọng tưởng tự nhiên dứt mất nếu thấy khởi sinh tâm phân biệt, chỉ cần quán tưởng một chữ sái, thì trong tâm liền không còn phân biệt. Nếu thấy khởi sinh tâm tham trước vướng chấp, chỉ cần quán tưởng một chữ hàm, thì sẽ không còn chấp trước. Các pháp quán tưởng này được mô tả tường tận trong Kinh Thập Lục Quán. Ở đây, vì phạm vi giới hạn của sách này nên không thể trình bày đầy đủ. Vì thế, chỉ căn cứ vào các kinh sách như Kinh Đại A Di Đà, Quán Kinh Sớ Sao, Hiển Mật Viên Thông, Chuẩn Đề, Tịnh Nghiệp, vân vân mà tham khảo, biên soạn lại một số điểm cốt yếu, nhằm giúp cho những ai bước đầu tìm đến với pháp môn này có thể dễ dàng tu tập hành trì, đồng thời cũng trợ giúp thêm cho những ai tu tập ba pháp quán nhất tâm còn chưa được thành tựu đối với những hành giả đã có tính tâm sâu vững xin đọc kỹ trong kinh thập lục quán để khi thực hành pháp quán không bị sai lệch với lời phật dạy như vậy mới không bị đọa lạc vào cảnh giới của ma nếu như pháp quán tưởng này được thành thục rồi thì cảnh giới tịnh độ hiện ra ngay trước mắt khi ấy cho dù đối diện với những lạc thú cõi trời cũng không còn thấy ham thích gì nữa đâu chỉ là khăng khăng lo việc ngăn ngừa hạn chế dâm dục vốn chỉ là pháp vì người căn cơ thấp kém ban đầu mà nói ra thôi